trước đấy là trước vòng một buổi á, người 15 tháng 1 á, mình học một buổi đó mình sẽ học trực tăng. Thì một trong những cái mà máu người ta rất là sợ là làm cái này là mình thật. Thì trước khi học thì tôi khuyên đó chị không có gì phải sợ đó, bởi vì đó đây là mình thật là 10 bệnh nhân á, xác suất mình làm được 4-5 bệnh nhân thôi. Đó là một. Cái thứ hai là nếu bệnh nhân trẻ hoặc ốm thì ok, còn bệnh nhân mà cỡ như tôi thì anh này là coi như là bỏ tay, nó là kết quả nó sẽ không tốt. Nhưng mà cũng có những cái tức là do bác sĩ lâm sàng người ta không có hiểu. Nên vừa rồi cách đây mấy ngày tôi nhận được một cái order là lúc đây là bệnh thận cao huyết áp của người trẻ. Nhưng mà khi mà bệnh nhân xuống đến nơi tôi nhìn thấy mặt là hơi dữ dội rồi, là bệnh nhân cỡ hơn 100 kg, chắc chắn là bụng bao sẽ làm không được. Thì những trường hợp đó thì cũng sẽ báo nên bác sĩ lâm sàng là đề nghị người ta làm CTA không phải MRI, vì mình làm thứ nhất là bệnh nhân tốn tiền, thứ hai là không có kết quả, và thứ ba nữa một là mình sẽ trả lời là làm không được. Mà nếu mà chẳng hạn như mình từng nói trước với người ta đúng không, và cái thứ hai nữa còn không có là mình mô tả kết quả mà tưởng tượng, hiểu không? Tức là có rất là nhiều bác sĩ siêu âm bây giờ tưởng tượng ra, tức là không thấy nhưng mà cứ ráng tưởng tượng ra là mình thấy cái đó là mình mô tả. Đâu? Rồi ví dụ như là bệnh nhân vô viện vì trễ kinh, làm bê tha các bệnh chứng 4-5 ngày, trên đàn cửa là có thai rồi, 4-5 ngày là chắc chắn có thai gì. Làm siêu hoài không thấy có thai đâu hết, nên thấy đặc điểm cung hơi bất thường, cái mô tả là một khối đặc điểm, hiểu không? Là mình tưởng tượng đó là khối đặc điểm cung, và thực ra nó không phải có đặc điểm cung. Chẩn đoán là một cái thai là đổ bở phân biệt của một cái nhân sơ dưới thanh mạng, cái trường hợp mà tôi đã gặp rồi, hiểu không? Đấy, nhưng mà cuối cùng mình có thấy gì hết, thì 3 ngày sau mình đang coi lại thì cũng có cái chỗ. Thành ra là một cái để mà dặn dò là mình hiểu thật, mình thấy cái gì mình tả cái đó. Có nhiều người nói rằng là không sao đó, mình cứ tả đi, tại vì ai biết mặt mình là ai đâu, coi kết quả đó, nhưng mà giả sử người nhà hồ nó biết hết, mình làm tập 7, làm 21, nó thấy đây thằng này, nói thằng này là mình đáng tin. Cái gì công nhận không? Ví dụ trong bệnh viện nha, người ta sẽ nhìn cái bài xương, ông này làm, ông làm là, đúng không? Mức độ tiền được bao nhiêu, người ta tự đánh giá được hết. Đó, thành ra là, đừng có dấu diếm gì hết á, mình cứ công khai biết thì nói, thì thôi. Rồi, thành ra không có ngăn chặn cái bài mạch thận nha. Và thứ nhất là về giải phẫu, thì cái động mạch thận á, nó khó làm là bởi vì nó nằm sau bụng mạng. Theo tưởng tượng vô nó nằm toàn bộ ở phía sau, thì mình nhìn phía trước thì có đây là cái động mạch trụ cột, đây là động mạch trụ dưới, đây là cái động mạch vành trên này trên, rồi nó có hai cái động mạch thận nó ra hai bên. Tĩnh mạch thận thì nó chạy phía trước, cho nên nếu mình cắt ngang mình thấy đây là động mạch. Rồi cái hai cái động mạch thận nó nằm phía sau và hai cái tĩnh mạch thận nó nằm phía trước. Cái chỗ xuất phát của động mạch thận phải nó khoảng chừng 10-11 giờ, còn động mạch thận trái là chừng 4-5 giờ. Và hai cái đó nó không có cùng ngang một mức, nó sẽ hơi lệch nhau một chút. Cho nên khi cắt đó là mình đừng cứ cắt ngang mà mình phải chết đầu dòng lên chết đầu dòng xuống để lấy đúng hai cái đó. Cái thứ hai đó là nó có một cái rất là tai hại là nó có những cái động mạch thận phụ. Ví dụ như mình thấy đây nó có đây đó, hoặc là nó chơi như thế này thì làm sao mình làm siêu âm mình thấy chắc chắn là mặt này nó không nhận, đúng không? Đó rồi thì nó hai cái động mạch như thế này hoặc là ba cái động mạch ra, đúng không? Thì những cái mà nó nằm gần nhau như thế này có thể biết, nhưng mà nó xa nhau như thế này không thể nào mình biết được đó. Và nhiều khi bệnh nhân trẻ tuổi cao huyết áp nhưng mà nó lại hẹp, cái mạch máu này nó bình thường nhưng mà nó hẹp cái này, hình dung ra không? Nó gây cao huyết áp và mình làm cái này mình nói bình thường, cho nên đó là cái hạn chế của siêu âm nó không có toàn diện. Thành ra cái nào nó lợi điểm thì mình nói nó lợi điểm, cái nào nó hạn chế thì mình phải biết nó hạn chế. Nhưng mà vấn đề là khi mình biết nó hạn chế thì mình phải biết là cái nào thay thế
Yêu cầu là gì? Bệnh nhân bị đói và không muốn nước ngọt có ga khi làm việc được. Là bởi vì sao? Mình bước ngay cái dạ dày, đúng không? Bước ngay cái dạ dày, mình để ngay cái vùng thượng vị đi, bước ngay cái dạ dày thì nhiều khi là ở nhà thấy gì hết á. Rồi à, một cái cách nữa thì như cách tôi làm thì thường là tôi không cho bệnh nhân nằm ngửa đâu, tôi bắt bệnh nhân nằm nguyên cát giúp em bên môi đâu mà có đó, làm theo cái cách đó là tốt nhất à. Rồi thì trước tiên á là như tôi làm là mình sẽ cho bệnh nhân nằm nghiêng bên trái. Nghiêng bên trái nó có cái lợi điểm là cái gan nó đổ ra phía trước xuống dưới, và như vậy thì nhiều khi cái động mạch thận nó hơi cao, mình có thể lấy cái gan bằng cửa sổ để mình nhìn. Rồi cái thứ hai á là mình thực hiện cái lắc cắt dọc thì mình chiều dưới, đúng không? Cắt dọc thì mình chiều dưới thì mình sẽ thấy ngay phía sau cái tình mình chiều dưới thì chính là cái động mạch thận phải. Thì nếu mà có hai ba động mạch mà nó nằm cạnh nhau mình biết luôn, đúng không? Nó là dễ nhận định. Rồi từ cái đó mình mới xoay cái đầu dò, mình để cái mạch máu này nó nằm giữa cái màn hình, mình xoay đầu dò vuông góc lại thì mình sẽ thấy được đây là động mạch chủ và đây là động mạch thận phải. Cái gì thế? Do nó đập mình thấy, đúng không? Và thận phải thì phía trước là cái tĩnh mạch thận trái nó đổ vào tĩnh mạch chủ dưới, đúng không? Còn đây là cái động mạch thận trên mình trên. Được chưa? Rồi. Thế thì để có những cái hình ảnh đẹp như này thì con người ta phải ốm, phải thon thả, mập thì không thể nào mà có được. Như vậy thì cái đây là động mạch chủ bụng, đây là động mạch thận trên, đây là động mạch thận phải và đây là động mạch thận trái. Thì tính là mình nói về tiếp sau. Như vậy thì cái phải bằng chừng 10-11 và cái trái chừng 3-4 giờ. Mình cho màu vô, nhưng mà đối với động mạch thận nó rất khó làm là bệnh nhân thở, đúng không? Cho nên là nó sẽ rất là nhiều hạn chế. Đó, mình đi theo cái đường đi của động mạch thận. Đây là động mạch thận phải, đây là động mạch thận trái, đây là động mạch thận trái này. Thấy không? Đó, mình sẽ đi theo cái đường đi của nó. Thì khi mình nằm nghiêng bên trái thì mình có thể lấy cái gan bằng cửa sổ để coi được hết cái đường đi của nó. Dạ. Một cái lát cắt mà hôm trước cái phần thực hành tôi có hướng dẫn cho em rồi, tức là đây nè, đó, đây là đầu dò nằm dọc nè, thấy chưa? Thì cái mình sẽ cắt như vậy thì phía gần mình vừa đầu dò là tĩnh mạch chủ dưới, rồi đây cái động mạch thận phải nó hướng về đầu dò, cái động mạch thận trái nó chạy xa đầu dò. Cái này nó giống như quả chuối, đây là cái động mạch chủ nè, đây là cái quả chuối nè, đây hai cái động mạch thận hai bên nhưng là hai cái vỏ chuối mình lột ra, đúng không? Cho nên nó gọi là bạn đang ra chiều. Đó. Thì mình sẽ từ đây mình dùng ra, mình sẽ cắt cái bên cạnh như thế này. Tại vì đây là động mạch thận phải, đây là động mạch trái. Mình đang nằm nghiêng. Như vậy thì khi mình nằm nghiêng như vậy thì mình sẽ thấy đó hai cái động mạch, thì mình cho mẫu thì nó sẽ rõ hơn. Đây là cái động mạch thận phải hướng về đầu nhỏ, động mạch thận trái nó sang đầu nhỏ. Đó. Như vậy thì giống như cái hình thức này mình sẽ thấy ngay à, trường hợp này thì tương tự như vậy à, mình sẽ thấy được hai cái động mạch thận hai bên à. Trường hợp này thì mình thấy rằng là hai cái động mạch thận phải hướng về đầu nhà, đúng không? Còn trường hợp này thì mình thấy cái lát cắt chậm nó có hai, một cái lớn một cái nhỏ, đúng không? Thì khi mà cắt theo của nó thì cái động mạch lớn này đó. Cái này hai cái động mạch thận trái, đúng không? Trường hợp này cũng tương tự như vậy, em thấy nó có hai cái động mạch thận, đúng không? Đó. Thì khi mình cắt ra các quả chuối thì bên này nó có hai cái vỏ, bên này có một, thấy chưa? Thấy hai cái đường đỏ bên này, mình sẽ thấy. Còn nếu mình cắt từ trên xuống thì mình sẽ thấy nó có cái to cái nhỏ, thấy chưa? Đó. Thật ra cái lát cắt này nó rất là quan trọng để coi nó có những cái trường hợp này thì có hai, trường hợp này là ba cái động mạch thận bên phải. Nhớ rằng khi mà động mạch dọc thì mình chủ dưới thì đó là động mạch thận bên phải, thấy chưa? Còn cái lát cắt quả chuối thì mình mới thấy được cái động mạch thận trái nó nằm ở phía sau, thấy chưa? Đây này, động mạch thận trái là nó luôn luôn nằm phía sau, thấy chưa? Phía dưới này và chạy xuống về đầu nhỏ là thận phải, chạy xa đầu nhỏ như thế là thận trái. Dạ. Về cái làm rất
cái vị trí căng thẳng hồng xong rồi lúc đó mình mới bắt bệnh nhân nín thở để mình lấy, đúng không? Nhưng mà nếu mình vừa làm vừa bắt bệnh nhân nín thở thì có bệnh nhân nào nín thở rồi vậy đó. Rồi ví dụ như mình lấy cơ đàn thì mình phải cho bệnh nhân thở rồi xong rồi cái bệnh viện người ta nín lại, em hiểu biết không? Tức là mình cố gắng làm sao bệnh nhân không quá quá bệnh và mình sẽ có một cái hình đẹp nhất. Rồi bây giờ về vệ sinh thì về vệ sinh thì là ở người trẻ thì một số là do hẹp cái động mạch thận, đó là cao huyết áp. Nhưng mà thậm chí những cái trường hợp mà cao huyết áp được chẩn đoán là do hẹp động mạch thận rồi á, thì sau can thiệp chỉ có 2/3 số bệnh nhân huyết áp trở về bình thường. Đó. Còn một trong những cái nguyên nhân khác mà gây cao huyết áp người trẻ đó là nó u thực thận, đó là ferrohormoxidase. Thì nó sẽ gây những cơn cao thêm một cái, nó sẽ ở người trẻ và nó gây những cái cơn cao huyết áp ác tính, đúng không? Thì với cái đó thì nó chủ thường là tổn thương nó nằm, nó là bướu ở tuyến thượng thận. Và đó khi mình làm vấn đề động mạch thận thì luôn luôn mình tả luôn là có bướu thượng thận hay không, đúng không? Ở đây nhiều khi nó là bướu thượng thận gây cao huyết áp thôi. Rồi về nguyên nhân mà hẹp thì nó có hai loại là vữa xơ và loạn sản, rất là đơn giản. Loạn sản thì được mô tả từ năm 1938, tức là cũng gần đây thôi, đó là fibromuscular dysplasia. Thì nó ảnh hưởng đến động mạch thận trong 85%, tức là ở ngoài động mạch thận nó có thể bị ở động mạch cảnh ở những nơi khác. Thì nó có, nếu mà chia đi thì nó có 3 tiếp, nó gọi là intimo fibroplasia, tức là cái lớp áo trong của mình. Cái tiếp thứ hai là medial, là lớp áo giữa, và cái lớp áo ngoài là adventitial. Thì thường nhất là bị cái lớp áo giữa. Thì khi mà bị lớp áo giữa thì mình chụp mạch máu, chụp ăn rô thì nó có cái dấu hiệu chụp hàng. Tức là bình thường cái lòng mạch của mình nó song song, đúng không? Thì bây giờ nó gần xong, nên khi mà thuốc mà nó lấp vào trong lòng mạch thì nó làm thành giống như cái người hạn, người ta tưởng tượng như vậy cho dễ học. Đó. Thì ai thì bị vữa xơ và ai thì bị loạn sản thì về tỷ lệ thì 90% là bị vữa xơ và thường là lớn tuổi rồi, 40 trên 40, cụ thể là nam thì thường nó bị ngay chỗ xuất phát. Là ngày đó cho nên cái ngoài rất là quan trọng, hoặc sẽ là bị ảnh hưởng đến động mạch thận bên trái. Còn đó, cái loại sản cơ sở đó mình thấy như vậy là khi mà thuốc mà nó ra ở trong đây thì nó cho nó cái nặng cho cái chữa hàng, thì cái này nó chiếm khoảng 10% thôi, và thường cái đoạn tổn thương là 1/3 chữa đó, dưới 40 và ưu thế là nữ. Đó, mình thấy cái hình này nè, thấy không? À, đây là lâm sàng, đây là hẹn. Rồi bây giờ mình phân tích về cái bộ đốt nang. Thì cái này nó sai hình dẫn rồi, tôi sẽ không có chú ý vào cái đó. Khi mình làm cái đốt nang động mạch thận đó là mình phải về cái chỉ số đo đạc đó thì mình phải đo hai cái. Thứ nhất đó là mình có cái pistolic antiatomic nó cho cái RI, cái chỉ số kháng. Cái thứ hai ấy, là mình đo cái AT, gọi là cái thời gian gia tốc. Thời gian gia tốc cũng là thời gian mà vận tốc nó từ zero nó vọt lên đỉnh, nó đi một cái đường thẳng, thì đó gọi là accelerated time, là thời gian gia tốc. Thì khi mà cái lòng mạch mình nó thông thoáng, nó không bị hẹp, thì mình tưởng tượng tim nó bóp một cái thì vận tốc nó chạy đến từ là nhiều đâu. Và khi nó bị hẹp thì khi mà tim nó bóp lại thì vận tốc nó chạy nó sẽ từ từ, đúng không? Còn nếu mà nó thông thoáng thì nó lên cái đỉnh liền, nghĩ giờ đó. Cho nên rằng là cái thời gian khi mà mạch máu nó không bị hẹp thì thời gian gia tốc thì rất ngắn, đúng không? Thì nó ngắn là bao nhiêu thì giờ mình coi, người ta phải ăn cái phổ đốt nang như này
cái thời gian giao tốc cũng là AD là cái đoạn này đó. Thì để đo cái AD này đó là trên máy là mình đo được, tức là đo được khoảng thời gian từ cái vạch màu vàng này đến cái đoạn này. Thấy chưa? Để máy mình đo được, máy nào đo được hết đó. Còn nếu mà mình không đo được thì mình gọi kỹ thuật của máy nó là để hướng dẫn mình đo. Rồi, nó là yếu tố rất là quan trọng đối với động mạch thành. Thường thường cái AD này nó phải dưới 0.07 giây đó, đó phải dưới 0.07 giây đó. Thì khi mình làm vấn đề động mạch thành thì mình có thể gặp cái phổ tiếp A, tiếp B, tiếp C đó. Thì cái tiếp A bình thường, tiếp B này bình thường và cái tiếp C này là bất thường. Mình thấy lúc nó lên thì từ từ lên lại lại đấy. Như vậy thì cái AD mình sẽ đo từ đây cho đến đây mình chiếu nó rất rộng đúng không? Còn cái màu này thì mình sẽ đo từ cái đỉnh này chiếu xuống, như vậy AD rất dài. Còn cái này cũng như vậy, nó lên một đường thẳng nhưng mà nó lên từ từ cho nên mình cũng chiếu nó lên xuống đo, như vậy thì AD thì nó sẽ dài. Hiểu ý chưa? Như vậy thì cái AD rất là quan trọng. Còn những cái phổ bình thường như này thì AD mình chiếu xuống đo rất là nhanh. Dạ. Bây giờ mình có phổ, như vậy thì cái phổ này mình đo AD như thế nào? Đó, AD là đo như vậy. Cái thứ hai là đo cái RI, cái visibility, cái end, cái atelier mình đo cái RI. Đó. Như vậy thì với cái phổ này rất là đo bình thường đúng không? Đo AD từ đây đến đây. Cái này cũng tương tự như vậy. Còn cái này đo từ đây đến đây chứ không phải đo từ đây đến đây, đo từ đây đến đây. Rồi, với cái bộ này thì nó bình thường hay bất thường? Bộ này là bất thường, mình thấy cái đường này nó là nhạt, cái này cũng vậy, thấy chưa? Như vậy là thì cái bộ này là bình thường nhưng đến cái bộ này là cái đi này kém nhạt là bất thường. Rồi bây giờ để chẩn đoán một cái hẹp động mạch thận thì đây là các bạn tổng kết lại nhiều cái tài liệu. Cho nên nếu mà các em coi mà có cái tài liệu nào mà nó đủ thì nó có đủ đâu. À, thì bây giờ mình sẽ chia ra hẹp dưới 50, hẹp 50 đến 75, hẹp trên 75, hẹp trên 95, tắc bất tính và tắc mạch tính. À, thì mình sẽ khảo sát. Thứ nhất là mình làm vấn đề tại chỗ hẹp và cái thứ hai là làm cái vật. Thì mình cứ tưởng tượng đi, mấy cái người mà họ mập ở gốc thường mình làm vỏ chuối nhưng không có thấy chuối luôn. Mình thấy buồn chuối nhưng mình không thấy được cả chuối, mình thấy cái vỏ chuối đúng không? Mình thấy cả buồn, cho nên mà cả buồn thì làm sao lựa được cái chuối đúng không? Đó, mình ra là tại chỗ hẹp là mình không coi được. Còn trong cái thật á thì mình thấy là cái hẹp dưới 50 hoặc là 50 đến 75 thì cái bộ tổng đang động thật nó là bình thường. Thấy chưa? Như vậy thì nếu mà mình làm đốt đa, chỉ có làm đốt đa, cái động thật thì thường là mình làm được hết, đúng không? Nhưng mà như vậy thì mình làm cái động thật và mình kết luận người ta bình thường, trong khi đó người ta hẹp 50 đến 75 một trận. Hiểu ý không? Rất là nguy hiểm. Đó, thành ra là cũng giống như tôi hay nói, không phải cho em nói mà cái này nó học được vòng tay là khi mà khoa học với bọn nó nó hỏi cái này mày biết không, mày nói quy cho xe mày thì biết không, tao rành bọn Việt Nam mày lắm, cái gì tụi bay cũng quy hết mà cuối cùng bọn bay làm được vậy thì biết không, tức là đến nỗi vòng tay nó còn biết nhiều điều cái gì giả cái gì cũng biết mà cái gì cũng không biết. Đó, thành ra là cái gì biết thì nói, không biết thì không nói, không. Đây là cách đây một tuần có một người thấy gọi cho cô nhờ là mà cô biết là làm sao vậy, là nhưng mà mời cho cô hội chẩn chứ không phải là mời cho cô coi dược, hội chẩn nhưng mà thực ra thì nhờ cho cô coi dược. Ừ, được rồi.
phải tìm ra mỗi lần mình phải cắt bằng đầu giò đây nghe, phải tìm được cái tập rết đúng không? Cái ai mà đo cái chỗ đường kính ruột giãn thì nó tiêu chảy ruột nó cũng giãn vậy, mà làm sao mà mình biết lòng ruột mà làm đầu giò, làm đầu giò còn biết khi mình có nhiều người trong tay mình làm đầu giò còn biết ruột thừa thậm chí mình có thể thấy, nhưng mà cuối cùng vẫn phải làm đầu giò đấy cho nó rõ chứ không phải làm đúng không? Tôi chẳng nói vậy là bởi vì người ta giỏi cho nên người ta hỗ trợ, thì tôi cũng nói là ừ theo tôi thì ca này không còn đủ chấm hết, tôi đi ra ngoài tôi không hướng dẫn gì này bởi vì người ta giỏi đúng không? Chứ còn nếu người ta muốn học thì tôi sẽ nói cái này là làm không đủ anh phải dùng cái đầu đó lại đi. Tôi nói chẳng ai làm gì, chẳng qua cái đó tôi biết thôi đúng không? Thật ra đến cái tuổi này tôi không còn học mà có gì đâu xấu hổ, mình ngu mình đi học cả đời mình ngu chứ đâu phải mình ngu là ngu suốt đời, mình thấy mình ngu thì mình sẽ học thì mình sẽ khác. Tôi thấy rất là tội cho bệnh nhân nhiều khi, tức là tôi biết là rõ ràng khi mà bệnh bác sĩ mà làm cho bệnh nhân nó rõ ràng bác sĩ múa đầu giò mà bác sĩ không biết là đi tìm cái gì hết đúng không? Lòng ruột thì làm sao mà đi tìm qua ruột đo là dùng đầu giò công cách mà đi tìm qua ruột giãn để mà đo mà nghĩ là không lòng ruột của lòng ruột, hiểu không? Tôi nói thật chứ mình ngu bây giờ mình sợ nói với đồng nghiệp thôi mình lên đi là hát thiếu gì đâu không phải đúng không? Giang hồ tôi nhìn thấy những bài nhiều bài và dù nhiều khi tôi làm cũng sai cũng rất nhiều lần rồi bây giờ nha mình nói hẹp dưới 50% tiêu chuẩn lên như nào thì lúc đó là cái phổ đốc lan nó chưa có thay đổi cho nên mình thấy rằng là những cái tiêu chuẩn này nó dưới thì trong đầu mình biết là hẹp đúng không? Thật ra là mình sẽ có những con số để mình nhớ, ví dụ như là đối với động mạch cảnh trong đó là có con số 125, 140 đúng không? Còn đối với động mạch thận là có con số 150 đó, mình sẽ nhớ những cái mốc như vậy để mình khi làm mình quên. Thì như vậy thì cái kit nó dưới 150 đó. Rồi mấy cái chỉ số này hay nè, RAR tức là thứ nhất á là ở dưới đây tôi có chú thích ở phía dưới nha. RA tức là renal aortic ratio, tức là cái tỷ số giữa cái động mạch thận và động mạch chủ và tỷ số systolic, hiểu không? Như vậy thì muốn làm này phải đo cái systolic của động mạch chủ, hiểu chưa? Rồi xong rồi mình làm cái systolic động mạch thận, xong rồi mình lấy cái thận này mình chia cho cái động mạch chủ thì cái tỷ số nó nhỏ hơn bằng hai. Cái RIR đó là cái là interlobar radio, tức là mình làm đốt ngang renal là đốt ngang động mạch thận, còn cái interlobar tức là đốt ngang động mạch trong cái mô thận, hiểu chưa? Hoặc mình làm một cái chỉ số đó nữa thì nó nhỏ hơn năm đó. Còn cái delta RI đó thì có nghĩa là mình làm cái đó RI của động mạch thận phải, ví dụ như động mạch thận phải nó là 0.7, rồi động mạch thận trái RI nó là 0.75, cái delta RI nó là lấy 0.75 trừ 0.7, hiểu ý không? Như vậy là nó là 0.05 chứ được 1 nè, cái này là 0.10 nè, còn ví dụ như em hình dung nó, ví dụ như RI đó bên phải là 0.75, bên trái là 0.7 đi, 70 đi là 0.75 trừ 0.70 là 0.05, ở đây 0.1 đó là 0.10. Thế đó, đó cái đèn ta đó. Thì bình thường á cái chỉ số hai thận nó gần bằng nhau, cho nên nó mới có cái chỉ số này. Ví dụ như bên phải nó là 0.6 hoặc bên trái 0.8 thì cái đèn ta như vậy là nó bất thường, hiểu ý không? Đó rồi nha. Cái động mạch giãn thùy đó thì cái beat bình thường của nó là 25 cm/giây và cái AT của nó là 0.07. Dạ, thế dạ. Là đối với động mạch giãn thùy là bắt buộc mình phải đo được cái AT. À, khi mà nó hẹp từ 50 đến 75 thì lúc đó cái beat này nó gia tăng. Cái chỉ số đối với động mạch chủ nó gia tăng, số đối với động mạch giãn thùy nó gia tăng, cái delta RI này nó gia tăng.
Dạ. Rồi. Khi mà nó hẹp trên 75% đó, nhưng mà cái phổ nó đang trong cái mô thận này nó ổn định hơn. Thấy chưa? Tình huống chưa? Khi mà nó hẹp trên 75% thì lúc đó cái trong động mạch đường thì nó mới thay đổi. Rồi cái huyết nó giảm xuống dưới 15 cm/giây và cái AD này nó kéo dài. Hiểu chưa? Tức là lúc này nó ảnh hưởng đến cái mô thận. Rồi. Còn khi mà nó hẹp trên 95% thì cái tại chỗ hẹp nó thay đổi. Tại hiểu tại sao tại chỗ hẹp nó thay đổi chưa? Nó thay đổi có nghĩa là sao? Có thể nó rất cao, có thể nó rất thấp, có thể nó bình thường. Cái bình thường đó gọi là dạng bình thường, đúng không? Hôm trước giải thích chưa? Tại vì khi dòng chảy nó chạy là nó phải có năng lượng nó mới chạy. Mà bây giờ mình ra thì đào một chi gì, mình chui cái hầm, mình chui như đây như kia là mình hết thở luôn, vì cái đường hầm nó quá nhỏ, mình chui qua là hết năng lượng, đúng không? Đâu chạy nổi nữa. Thành ra là cái mạch máu nó cũng như vậy, khi nó qua chỗ rất hẹp thì nó bị mất năng lượng. Mất năng lượng chạy nổi không? Không. Bây giờ mình dùng cái vòi nước, mình bó cái miệng lại dưới gì, xịt nước gì, thì với mình mới bó lại thì dòng tống nó tăng. Bóp nữa nó gia tăng nữa, nhưng mà mình bóp thêm nữa thì bắt đầu nó xìu xuống, bóp nữa thì nó tắt luôn, đúng không? Rồi cứ nhớ cái mọi nước đó thì hình dung ra là tại sao hồ chạy thay đổi. Tức là vận tốc có thể lên rất cao, có thể đó, khi mà nó hẹp đến 95% là nó cái phổ động đạn. Lúc đó mình sẽ không dùng cái phổ động đạn để mà tính ở tại cái hẹp nữa, và lúc đó mình coi trong thận nó là các tổn thương đất vân vân. Dạ. Rồi, tắc cấp tính thì không có tín hiệu, không có tín hiệu tại chỗ hẹp trong thận. Tắc mạng tính thì không có tín hiệu tại chỗ hẹp, nhưng mà trong thận nó bóp vào bàn chậm. Tại sao như vậy? Nó bằng hẹp. Nó bằng hẹp thì cái khác thêm thôi. Đúng không? Đó. Lúc này thì cái thận nó coi như mất chức năng rồi. Nhưng mà tại vì nó là một cái vật thể trong cơ thể cho nên vẫn phải có cái nó đến nuôi. Đúng không? Nên là nó sẽ có máu đến nuôi nhưng mà bằng cho bạn hẹp. Rồi, bây giờ mình còn một số trường hợp mà như đây là một trường hợp nó hẹp tại gốc ở đi này. Cái phổ này có đẹp không? Hoàn toàn không đẹp, nhưng mà làm được những cái hình này cũng là công phu, cho nên làm khó khăn lắm em. Có nhân thở, đúng không? Thì khi mình làm cố gắng lấy được với phổ đẹp thôi. Đó, thấy chưa? Cái vít này nó lên đến 200. Tức là nó trên cái tưởng, thấy chưa? Rồi, trường hợp đó, cái sơ đồ này nó lý giải vì sao? Như vậy là qua chỗ hẹp thì bên trái nó bình thường, qua chỗ hẹp thì vận tốc nó gia tăng. Và khi mà nó hẹp nhiều như vậy thì cái phổ ở trong cái nhu mô này là nó đã tập vấn. Đây là một cái trường hợp mình thấy tại gốc nó bị ariadne, nó hẹp. Rồi người ta làm cái chỉ số với cái động mạch chủ RAR lên trên 6, đúng không? Rồi người ta làm đây là cái động mạch trong nhu mô này, thấy chưa? Thì thoạt nhìn thì mình thấy cái bộ này tương đối ngon kìa, nhưng mà mình nhìn chiếu ra là vận tốc khoảng chừng 20, đúng không? Tức là nó dưới 20 tầng. Cái thứ hai cái AT này nó kéo dài, thấy chưa? Rồi đó là cái tầng nó bị ảnh hưởng. Còn bên cái thân bên trái đó, còn bên trái thì nhìn cái phổi này nó có vẻ thấp hơn, nhưng mình đối chiếu nó vận tốc anh này có chừng 30, cái AT này nó rất là ngắn gọn, đúng không? Vậy này là cái phổ động mạch bình thường của cái thận bình thường, và cái thận này nó chuyên môn luôn, cho nên là đi này kiểu dạng. Dạ. Mình lưu ý đây là cái phổ bình thường nha. Đây này. Cái AT mình đo từ đây đến đây này. Đó, xong nó lại lại đây. Đây, mình sẽ cho coi lại cái hình gốc của nó. Nó chính là cái phổ này. Đây. Tức là AT nó như thế này, từ đây đến đây. Nhưng xong nó lại lại. Thật ra cái mình đo AT cái đoạn này. Được chưa? Đó, cho nên nó rất là mình hết sức cẩn thận chứ không là mình sẽ mắc như vậy đó. Thì cái này cũng tương tự như vậy, thấy chưa? Cái này ở cái cực trên, đây là phổ bình thường, nhưng mà ở cực dưới
nó là cái bộ mà ta đang học đó, thấy không? Thì tiền nó kéo dài, cái tiếp này phải chụp 8-9 thôi, đúng không? Và ta chụp nó ra, thì người ta thấy đây, nhưng mà bình thường ở trên này, tới phần trên, cái phần dưới nó bị hẹp, là nó bị cái động mạch nhập phụ này, thấy chưa? Và cái này nó sẽ đi động khác. Đó. Ra là rõ ràng là giữa hai cái hình này thì rõ ràng cái hình này hơn, đúng không? Rồi bây giờ người ta mới tăng cái độ nhạy bằng chất, người ta cho thuốc hạ huyết áp. Thì những cái trường hợp mà nó hẹp từ 50-75 thì người ta dùng cái thuốc hạ huyết áp một lọ, cái phổ bất thường thì mình cho uống 1 giờ, rồi mình sau 1 giờ sau mình siêu âm lại, hoặc là người ta chích thuốc mạnh mà thường cho uống hàng toàn thường. Thì đây đây là một bệnh nhân cao huyết nặng, thì đầu tiên nó có một cái bộ bình thường như thế này, nhưng mà sau khi uống thuốc hạ áp thì mình làm một chút xong mình làm lại nó ra cái phổ gây đi cái này đó. Và khi mình chụp thì cái động mạch nó hẹp rất là nặng đó. Thì mình thấy rằng là rõ ràng là cái khi mình cho uống thuốc hạ huyết áp thì nó sẽ cải thiện cái độ nhạy và bộc lộ những cái trường hợp như vậy là mình cần thiết thì mình sẽ cho à. Còn bởi vì mình thấy rất là hạn chế, rất là hạn từ 50-75 mà mình không có thuốc hạ áp thì nó vẫn là cái phổ biến, thì nếu mình cho thuốc hạ áp thì mình chẩn đoán được trường hợp từ 50-75 đó. Cho nên là tóm lại tóm lẽ nó rất là hạn chế, cho nên mình cẩn thận. Rồi bây giờ càng ngày bây giờ mấy cái tập ghép bây giờ người ta đi ghép về cũng nhiều, chủ yếu là quanh Trung Quốc. Mà quanh Trung Quốc là thật, đó là thật gì thế không? Thật mà bên Ấn Độ là thật ăn cướp mà thật, còn bên Trung Quốc là thật tự tổ. Thần bên Trung Quốc chủ yếu là thần tự tổ. Thì người ta ghép thật như thế nào? Thì người ta sẽ lấy cái quả thật bên trái người ta ghép vào hố chân phải, hoặc là lấy thật phải thì phải ghép vào hố chân trái. Lý do là mình nhớ giải phẫu lúc này đi, là cái động mạch nó nằm phía sau và kinh mạch nó nằm phía trước, đúng không? Cái động mạch phía sau, kinh mạch phía trước. Nhưng mà khi mà cái tĩnh mạch, động tĩnh mạch nó xuống đến cái vùng chậu á, thì lúc đó là cái động mạch nó nằm phía trước, cái tĩnh mạch nằm phía sau. Đó, cái hình này nè. Thấy chưa? Như vậy thì để không bị bắt chéo mạch máu á, thì lúc đó người ta phải xoay cái thận. Hình dung ra không? Cho nên rằng là, nhưng mà thường người ta sẽ ghép hố chậu phải trước. Cho nên nếu mà mình muốn được quả thật mình thấy được phải thì mình sẽ lấy quả thật ra, cái người chồng ghép quả thật ra. Và bởi vì sao? Tôi khi ở Việt Nam thì tôi chưa thấy, nhưng mà bên Pháp tôi làm tôi thấy rồi. Đó là bệnh nhân hai quả thật chính thì nó tiêu rồi, nó teo một chút xíu rồi. Mình ra đến hối cho phải thì mình thấy cái chỗ phải nó một leo luôn. Cái ngạc nhiên mới ra nó trụ trái thì một quả thật còn hoàn toàn. Đó là sao mình ghép thật mình xài được cái chừng 10 năm hơn 10 năm mà nó cũng hư. Và cái mình lại ghép thêm một thằng khác nữa. Mà cái nước Pháp nó không bao giờ giàu bởi vì nó nuôi bảo hiểm. Tức là bệnh nhân nếu mình quốc tịch Pháp đó là nhà nước nó lo suốt đời về sức khỏe và ăn uống và không để chết đói, là ra nó cũng thất nghiệp gì. Bệnh thang nó thất nghiệp nó cho 700 nó là có 400 ở 300 ăn đừng đi chơi là bao nhiêu mình tồn tại để gọi đời, không biết chết lạnh không chết đói. Rồi thì bảo hiểm thì nếu mình đi làm thì nhà nước doanh nghiệp phải đóng 20% và nhà nước nó lo mình 80%. Rồi y tế đó, nếu mình thất nghiệp thì nhà nước cho luôn 100% bảo hiểm y tế. Cho nên những cái ung thư mình nó hỏi sống 30 năm tuổi bình thường, mấy cái thận suy này sống 3 năm 30 40 năm là bình thường. Nhiều khi nói nhiều khi nó thối tha thì chết, nhiều khi cũng qua sống mà về cái xíu thối tha thì chết đúng không? Vì tôi thấy là an toàn hơn, đúng không? Chứ thành ra bên Tây thì nó
Thì thường em bên đó là nó làm mấy tháng đi chơi à, của sở thì sao tụi anh để dành tiền, nó quyên ta để dành tiền mà ta đâu có sợ chết đói, đâu có sợ chết đói đâu. Dạ, đúng rồi thầy, nếu Việt Nam cũng làm vậy nó làm 3 tháng là nó có tiền nó đi chơi, đi chơi về nó làm tiếp à, và nó không có tư tưởng là để tiền cho con không tiền gì đâu, để mua con cái rồi cái mò để tiền cho con nó phá rồi cái gì đâu, đúng không? Bây giờ khi mà ghép thật hay là người ta ghép như vậy thì người ta khi mà nối cái động mạch và tĩnh mạch này thì nó có hai kiểu nối, à, nối tập bên, tức là ví dụ như cái động mạch này nó sẽ đây là kiểu nối tập bên này. Hai là kiểu nối tập tập, tức là nó sẽ lấy cái động mạch vào trong, nó cắt cái động mạch vào trong rồi nó ghép với cái động mạch thật, hiểu không? Hai cái đầu nó ghép lại đó, tĩnh mạch cũng như vậy đó. Thì cái kiểu nào nó cũng có thể là sẹo đó. Dùng ra hai cái ống nối lại nhau thì làm sao có sẹo? Thì thông thường mình xài thời gian thì quả thật xài thời gian thì nó sẽ có hai vấn đề. Một là về kỹ thuật, tức là nó sẽ hình thành cái chỗ hẹp ngay chỗ mối nối, đúng không? Cái thứ hai là chỉ trừ khi hai anh em cùng trứng thôi là không bị hẹp, không bị đào thải thôi, còn không là nó sẽ phải thải ít thải nhiều thôi, đúng không? Và những người có nhiều người cứ tưởng rằng là ghép quả thận về là xong, nhưng mà nhà xin thưa nó không xong đâu. Năm đầu thì mất 100 triệu tiền thuốc uống thêm, năm sau thì nó tăng lên, rồi đến năm thứ 10 thì nó tăng lên nữa, và cuối cùng là phải đi ghép quả thận khác. Rồi đó là cái hậu quả theo lý thứ nhất. Cho nên rằng là ở bên Pháp á, hồi tôi mới qua thì rất là ngạc nhiên là đêm của tôi nghe điện thoại nó bay, ủa quá lạ, tại vì đó là cái thị trường, cho nên nó vừa đào tạo mà nó vừa điều trị thì trong đó nó ghép tạng rất là nhiều, thì nó bay là để đi lấy tạng. Tại sao nó phải bay đi lấy tạng? Là bởi vì là ở bên cái xứ người ta thì là dân họ được giáo dục, và khi anh ngồi xong đây này là anh sẽ có nguy cơ chết đó, và người khác ngồi xong đây này cũng có nguy cơ chết, và nếu vậy thì anh để sẵn cái thẻ hiến tạng đi, khi anh chết thì anh giúp người khác, và khi người khác chết giúp anh thì anh sẽ giúp anh. Cho nên hầu hết là dân người ta hiến tạng hết, hiểu không? Là họ có sẵn cái hàng đúng, và nó làm cái mã DNA hết rồi. Cho nên khi mà một người mà đang gần chết và biết không cứu được là bắt đầu là nó sẽ có cái mã DNA đó, rồi nó lên cái ngân hàng là những người cái clip mà giờ đó thì nó sẽ báo là giờ nó lấy được cái lá gan, mà nó có cái lá gan nó thì không được một lá đâu, lá gan nó chia hai. Thì lá gan nó sẽ chia hai ra, thì như ở chỗ tôi thì nó có một cái người nào đó nó hạt cái mã di truyền nó hạt đó, thì nó sẽ gọi rồi nó gọi thêm một lần nữa cho cái mã di truyền nó hạt để chia thêm cái lá gan ra, lấy máy bay đi cái thằng đi lấy cái đó về để ghép để nhân tố mã nó làm được trong đêm này hả, rồi đó máy bay chúng ta lên chứ không phải là có quen biết thì được, nó quen biết không có vụ mua bán, không có mua bán, nó tất cả thành ra nó luật pháp nói chung là nó so với Việt Nam thì nó quá tệ, bởi vì muốn mua cái thuốc mua không được, muốn mua cái địa lộc mua không được, không mua ai bán mấy cái dụng đó là không ai bán, địa lộc là không có, địa hồ đó mình thiếu tại địa học thiếu địa, không có địa lộc, mà chỉ có gì paracetamol với ba cái đồ linh tinh vitamin thôi, chứ không có một viên kháng sinh nào, không mua được. Rồi nó thêm một cái nữa, đó là nãy giờ tôi nói về mặt thôi, giờ nó còn có một cái nữa là về mặt tinh thần. Cách đây khoảng chừng chục năm thì 20-30 năm nên là tôi không có khái niệm xem TV, nhưng mà cách đây khoảng chừng hơn chục năm
rồi cái là thì bên Mỹ mà đó mà nó dạy thì đưa đi bác sĩ tâm lý học, bác sĩ tâm lý học để mà đúng người ta đi công nghệ. Sau khi bác sĩ tâm lý học nói chuyện với đứa bé xong thì bác sĩ quyết định gọi police, gọi police đến cái nó ghi âm toàn bộ cái cuộc nói chuyện của con bé đó và nó bắt được thủ phạm là ai? Thủ phạm và giết cái người mà cho con bé quả thật, hiểu không? Tại vì trong cái cơn của con bé nó hoảng loạn, nó tả lại một cái người nó như thế nào đó, để đâm nó như thế nào đó, nó tả lại để luôn và đủ một con điểm bằng được. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là con công nhân được ghép thận. Ê, sau ghép thận về cái đi làm, mà làm trong nhà máy nên mở nhạc của cái gì violon nghe réo rắt, hàng toàn bắn hàng riêng quá là hàng hồi xưa giờ nó buồn âm nhạc, còn bây giờ nó nghe toàn nhạc Bắc không à. Đó thì là cái người mà ý quả thật đó là chơi violon. Rồi có một cái cô gọi là tiểu thư đại cát cũng được ghép thận, và sau khi ghép thận về đó là sống cái bốc đó, giống Mike Tyson đó. Đó thì là cái người hiện tại đó là một ông võ sĩ Việt Nam đó. Thật ra những cái bệnh nhân mà Việt Nam mà hiến tạng nhận cái tạng tự tù thì tức là mấy cái tạng ghép nhiều lắm. Thì tôi hỏi thăm là có thay đổi tính tình hay không, thì họ nói nó thay đổi bác sĩ ơi, tôi cũng không nhận ra được nữa. Rồi chưa hết, vợ tôi làm nhà và biết kể, tức là một người vợ đến làm răng và than phiền rằng là sau khi ông chồng được ép thận về thành thì là sao chúng không thể tả được, hiểu không? Đó. Thật ra là cái gì mà thay đổi là có. Điều đó là cái điều cảnh báo để rằng cho rằng là mình có hai quả thận, mình ráng giữ, đừng để cho nó suy để rằng gan tội lắm, mà mình đâm kim lòng thận cũng tội, cái gì cũng tội, đúng không? Là cố gắng giữ hai quả thận nha. Rồi bây giờ mình làm thật kép thì dễ lắm. Thật chính thì nó nằm sâu và bệnh nhân thở, còn cái thật kép đặt đầu dòi con thấy liền, nó nằm ngay hố chậu, đặt đầu dòi ruột thừa thì dùng đầu dòi lấy đi, chứ còn cái thật kép là dùng đầu dòi bắt đặt đầu dòi cho thấy liền, rất là dễ thấy và nó không cần nhúc nhích tự động thao làm nha. Rồi tiêu chuẩn kép và thật kép như thế nào thì nó khác với cái động mạch tự thân. Động mạch tự thân nó gọi là natin là động mạch tự thân, còn cái thần kép nó gọi là răng tay. Thì cái tiêu chuẩn đối với động mạch thần kép nó chính lên một răng tay, trong khi đó cái động mạch tự thân phải là tiêu chuẩn cho răng răng cửa. Nhưng mà cái AT này nó vẫn cùng cái tiêu chuẩn, và đối với thần kép thì người ta dùng không dùng cái ART, tức là so với động mạch chủ mà so với IDH, so với cái thần kép đó với cái động mạch chậu, cái tỷ lệ đó là 3.5. Đây là một cái trường hợp thì thấy nó có cái cửa à, đó, nó bắt đầu nó hẹp lại đây, gây cho cái này cho cái đốt dây sụn vô thì nó gia tăng à, ở đây là 5.7 thần kép trên dây. Ở đây một cái trường hợp khác, người ta làm lúc nang thì nó có phần ta đỡ mở, khi người ta chụp mặt thì mình thấy nó hẹp rất nặng. Đó. Trường hợp này cũng như vậy, cái phổ trong nhu mô thận là cái phổ ta đến là phân. Nhưng mà khi mình chụp cái này là MRI thì nó không phải là hẹp ở cái động mạch thận kép mà nó là hẹp ở cái động mạch chậu chung. Hình dung được không? Thì hẹp cái này thì nó không hoàn đều hết luôn. Đó. Thành ra là bây giờ cái siêu âm này, cái này mình sẽ chẩn đoán cái trường hợp này thì trước khi làm MRI thì chẩn đoán là hẹp. Cái thải ghép mạc thì nó xảy ra
nội âm nó có thể đứt nước vừa và cái RA nó tăng cao. Đây là những cái dấu hiệu của cái thải ghép mạc. Đây là một cái thận mà nó giống như một cái thận tự thân mà nó bị suy, cái phân biệt vỏ và tủy nó còn, cái vỏ thì nó dày này. Đó, đây là một trường hợp nó không có bị tắc nghẽn nhưng mà nó đứt nước lên. Còn cái trường hợp này thì nó không có bị tăng hồi âm vỏ, không có bị đứt nước, nhưng mình thấy màu này nó bình thường nhưng mà trên tấm da sung là cái R này nó không ổn. Cái này trường hợp này nó cũng bị ở trạng thái rất mạnh. Có vẻ là có ba, một là tăng hồi âm vỏ, hai là đứt nước và ba là tăng cả R. Rồi kết thúc bài thứ nhất ở đây, nghỉ giờ 5 phút.